That's what you are. Đó là good dog. Thì good dog nếu như mọi người thấy thì chia ra làm good Denny và good Devon. Thì được chung là good dog. Rồi, key figures ha. Thì đây là 50 km. Thì từ mình nói về từ phía Martinet nè tới Santinet thì mình sẽ có là tầm khoảng 50 km. Thì Cudeney thì nó tầm khoảng 26 cây số. Và Cudebon khoảng 24 cây số chẳng hạn. Và Viticulture thì Cudeney là tập trung rất nhiều cho vang đỏ từ Pinot Noir. Bởi vì cái thể hóa đấy nó thích hợp hơn, limestone nhiều hơn. Cudebon thì nó tập trung cho white. Bởi vì sao clay ma ở đây nhiều hơn. Mọi người có 3 con cu, làm ơn nhớ con cu chỉ nằm trong cốt đo, không nằm trong cốt salon này, không nằm trong ma con này. Mình sẽ có con cu sharply thì dễ nhớ là mình chỉ có 7 cái thôi, 3 cái còn lại thì nó chỉ nằm trong đây. Rồi, thì mình sẽ có là một trong những cái làng cực kỳ danh tiếng thì Champs-Élysées ở Bordeaux, mình sẽ có là Martinet, Fisan, Jarret-Chambertin, Saint-Denis, Champbonne-Musigny, Vougeot, Vosges-Romanée, Nuits-Saint-Georges, Prémont-Plissé và Haut-Côte-des-Nuits. Thì để tập trung limestone, chalk, clay. Mà thì sometimes mọi người sẽ có là pebbles, sometimes sẽ có là gravel. Nhưng mà đây là limestone, chalk and clay. Thì đây là một trong những cái feature tập trung. Nhưng mà for red wine, 100% Pinot Noir. Rồi, chuẩn bị nhức đầu. Thì có là Martinet rồi. Mọi người có thể gặp câu hỏi là khu vực nào ở Burgundy, Côte d'Or có thể làm vang hồng? Thì yes, Martinet. Và mọi người sẽ có là Jose de Martinet. Thì nó sẽ làm nó sẽ có những cái khu vực làm vang hồng. Thì mọi người sẽ có producing communes, có nghĩa là những cái làng hoặc là những cái khu vực khi mà làm thì có thể được để tên là Martinet. Martinet là Cochet Chenoy, ví dụ như là Rimaya Bordeaux. Ví dụ như là Bordeaux, mọi người có vùng vang ngọt nổi tiếng là vùng gì? Rồi producing communes của sau tạc là gì? Mọi người sẽ có 5 cái trong đó. Và ví dụ như mọi người sẽ có là bạc sắc, đúng không ạ? Bạc sắc thì khi mà sản xuất nó có thể để tên là bạc sắc hoặc có thể để tên là sao tạc. Đó thì đây là tất cả những cái tip và mọi người phải học. Rồi thì ở Martinet đây là Villa Appellation thì người ta thường hay sử dụng là đây là cái cổng vàng khi mà để bước Côte des Nuits. Vì khi mà chạy xe từ Dijon xuống thì có đường gây Côte des Nuits. Rồi sẽ có những cái lưu đi. Rồi, Huy nghĩ nó ra hết mấy cái lưu đi này. Nhưng mà người phải học là gì? Ở Martinet đặc trưng nổi tiếng là vang gì? Đây là cực kỳ cái giờ rất là hay cái này ha. Rồi, bây giờ mọi người tiếp theo có là làng Jarretan. Rồi, để cho mọi người biết là mình sẽ không đi chi tiết hết từng làng. Những cái làng nào cực kỳ gọi là nổi trội thì mình sẽ đi qua. Thì mọi người sẽ có những gì mình sẽ cái làng, ví dụ như là Fisan hay là San Roman hay là OCDUKC sẽ tập trung vào chung vào những cái làng mà có cái nhiều feature nhất. Và khi mình nói về Champagne, tasting note, power, solidity, aging potential chẳng hạn, thì production commune nó sẽ là Champagne và Couchon. Tuyển 411 hectare cho Premier Cru ha. Mọi người sẽ có là 9 con cru ở đây, 26 Premier Cru. Và ở đây chỉ sản xuất vang đỏ đến từ Pinot Noir. Full body, powerful, rich, meaty, bean spirit. Thì đây là cái tập trung của Champagne. Thì đó mọi người biết là hồi xưa là có một vị kỳ thích rượu vang ở vùng này, đó là vua nọ, Napoleon. Cực kỳ dẫn là ông lúc nào khi ra trận ông cũng có thùng giờ về xong bạch tan để ra trận, ông cũng muốn mà thua cũng muốn.
chẳng hạn, về danh tiếng. Rồi thì mọi người sẽ có là concrete appellations. Ví dụ như là mọi người sẽ có là Hujo Shambhaktan, Mazi Shambhaktan, Shambhaktan Claude de Bear, historical thì Shambhaktan Claude de Bear thì đây là một trong những cái thửa ruộng khá là lâu đời. Từ thứ 6 là người ta đã classify. Shambhaktan, Shabir Shambhaktan, Kriyot Shambhaktan, Sham Shambhaktan, Mezozies Shambhaktan, Latricia Shambhaktan. Mọi người có thể gặp câu hỏi này. Có năm đã ra viết hết 9 cái tên quan khu của Giọng Văn Shambhaktan. Anh Trinh... Rồi, ví dụ như là mọi người sẽ có là Shambhaktan Kongru của Akhmarov, Faisley Shambhaktan Claude de Beer, Javé Shambhaktan Village của Tobek Nomem, hoặc là Javé Shambhaktan Claude Saint-Jacques, Primer Crew. Thì ở trong đây thằng nào nhỏ nhất? Chính Kongru này thằng nào nhỏ nhất? Khriot Shambhaktan. Khriot Shambhaktan nếu như ông làm thì chỉ có 4 producer được làm. Số liệu mọi. Số liệu mọi người tự sạch. Rồi thì mọi người sẽ có những clima được classify Premier Crew. Thì một trong những cái clima là có thể để là khá danh tiếng đó là Claude Saint-Jacques. Thì cái clima này nằm ở phía, nó không phải nằm ở phía đông, nó nằm ở phía tây. Khá là đặc trưng nhưng mà vẫn được classify lại là Premier Crew. Rồi thì đây là một trong những cái feature mọi người sẽ thấy khá nhiều và đây là điểm đặc trưng của Burgundy. Thì ở fanpage SSA thì mình có share một cái video clip để mà giới thiệu cái hoa của Burgundy. Thì lý do tại sao mình lại có những cái feature này thì mọi người nên xem để hiểu. Thì cái feature này là một trong những feature khá là quen với là Comb Dry Valley. Rồi, để cho mọi người dễ hiểu á thì mọi người sẽ có sự kỳ là Ice Age, đúng không? Thì trong cái quá trình thời kỳ Ice Age này đó, thì sao ạ? Thì dẫn đến thì khí hậu nóng lên. Thì Ice Age đến bây giờ thì nó luôn có sự gia tăng về nhiệt độ và global warming. Quay lại cái phần quay mặt anh về Long Hill với cả Tương Lưu để xem lại. Cái này đúng không Linh ơi? Có phải là công ty của thì Claude du Hoa là khá là nổi tiếng, nhớ không lầm là của Bon, nhưng mà ở Mercury nó cũng có một cái Premier Crew có tên là Claude du Hoa. Cái là lúc đầu khi mà Huy sợ thì Huy cũng bị bất ngờ, bởi vì đây là cái monopole của Von Homene. Và tại sao nó lại nằm trong đây? Nhưng mà nó trên cái bản đồ cái lát nữa sẽ có cái bản đồ mình chỉ cái phim mặt ru nó có trên đó. Okay. Cảm ơn mọi người. Okay, rồi. Đây là Comb Valley. Thì feature này là mọi người sẽ thấy khá nhiều. Thì khi mà với trời này cái đứng ẩm lên á thì mọi người sẽ xuất hiện sao những cái vết nứt. Cái vết nứt này nó bị càng ngày càng lớn lên là do quá trình xói mòn. Thì mọi người sẽ có là những cái côm. Ở đây là mọi người bắt đầu thành những cái dòng sông ở đây. Thì khi mà xói mòn thì nó sẽ mang tất cả những cái đá tròn pebbles gravel từ phía núi khi mà nó lăn xuống. Cho nên là khi mà tất cả những cái thửa nhau mà mọi người thấy ví dụ như là ở Ridge và Village level mọi người sẽ thấy là gravel khá nhiều. Thì đó là trong quá trình là xói mòn nó mang tất cả những đất sỏi đó nó mang bởi dòng nước sông nó trôi xuống dưới. Thì trong quá trình thời gian thì sao nó càng ngày càng rộng ra. Thì khi bắt đầu nó khô thì nó sẽ xuất hiện thành những cái dry valley. Để cho mọi người dễ hiểu á thì cái này nè. Đây là hướng đông. Gió từ phía tây thổi qua
thì đa phần gió nó sẽ rất mạnh ở ở qua những cái khu này, và mọi người sẽ có những cái làng ở đây. Thì khi mà gió nó thổi á thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc nhiệt độ và vi khí hậu nằm ở đây. Thì đa phần á, tất cả những cái thửa nho, tất cả những cái thửa ruộng nó nằm ngay này á, nó sẽ là pre-macro hoặc là village, bởi vì nó chịu ảnh hưởng của gió quá. Tất cả những cái thửa ruộng á, mà khi nói về chuyện núp lùm á, núp gió, những tất cả những cái thửa ruộng nó nằm đây nè. Thứ nhất là nó không bị ảnh hưởng bởi gió thổi từ phía tây, nó ít mưa hơn rất nhiều so với những này. Với lại cái tầng đất địa chất ở đây nó tốt hơn, bởi vì nó có cái cốt nó dốc hơn, cho nên ở những cái khu vực đó là phong khu. Thì mọi người thấy là những thì đây là cái cơm cái Dry Valley này nó khá là đặc trưng. Thì đây là một trong những cái Dry Valley lớn nhất của Borgon, nó là cơm Lavo. Thì đến mình thấy cái cơm Lavo này á, thì đây là hai bên sườn đồi nè. Cơm Lavo đối diện với nó là Gervais Chambertin. Đây là một bức hình khác. Thì cơm Lavo thì đây là cái làng của Gervais Chambertin. Thì tất cả những cái thửa nho đây Primacru, bởi vì cái hướng nó khác, nó không phải là tây hướng bắc nào, đúng không? Thì tất cả những cái hướng này á, nó sẽ là hướng tây. Và tất cả những cái thửa nho nằm ngay đây, xem mình nó nằm ngay bên cạnh sườn á, nó hướng về hướng đông và nó ít chịu ảnh hưởng bởi cái gió này. Maturity nó tốt hơn thì nó sẽ là con cu. Rồi, thì đây là mọi người sẽ có là bản đồ của Gervais Chambertin ha. Thì Lavo, đây là làng. Thì cái màu vàng đây có nghĩa là AOC Village. Mọi người sẽ có là AOC Primacru, nó là màu cam. Và AOC Primacru. Thì để hiểu Gervais Chambertin thì mình sẽ chia ra, ví dụ mình sẽ có hướng Bắc. Đây bản đồ này, hướng Bắc và hướng Nam. Thì ví dụ như ở đây ngay cái cơm Lavo này á, thì giống như nãy mọi người đã xem hình á, thì tất cả cái khu vực này nó là Primacru, bởi vì nó chịu ảnh hưởng khá nhiều. Và cái hướng của nó vẫn là hướng đông hoặc là đông nam, nhưng mà nó sẽ những cái Primacru nó hướng về hướng tây nam, nằm ở đây. Thì mọi người sẽ có cái khá nổi tiếng là Clos Saint-Jacques, nó nằm ở đây. Rồi thì một trong những cái cơm bây giờ khá nổi là không, thì cái ở đây á, đối với global warming thì tất cả những cái con cua này nè, mình nói khoảng 100 năm về trước, 200 năm về trước, khi mà nó chưa nặng nề về vấn đề về global warming á, thì những ở đây thì đúng nó vẫn cho nó tốt, nhưng mà hiện tại bây giờ là Burgundy nó đang bị ấm lên rất nhiều, và những cái con cua này nó produce rất là high carbon và nó bị mất đi cái balance là cái toxicity ở đây. Thì tất cả những cái khu vực mà nó ngay cơm mình nó bắt đầu được thay đổi. Ủa đây nó bắt đầu được đánh giá cao hơn, bởi vì global warming ở đây á, nó đã có thêm nhiệt độ mà nó cộng cái khu nghe từ cái Dry Valley nó thổi vào, cho nên là nó bắt đầu sản xuất rượu vang khá là ngon. Nên đây gần tất cả những cái khu vực cơm đã ngay hiện tại á, người ta đang tập trung khá nhiều thay vì tập trung vào con khu giống như hồi xưa. Bởi vì bây giờ tất cả những cái gì mình hiểu, mình đã tìm hiểu, con người đã phát triển cả ngàn năm về trước, thì đến bây giờ nó đã bắt đầu khác. Bởi vì đây là viticulture sinh sản, cho nên nó sẽ thay đổi dựa trên mùa vụ và mùa màng khá nhiều. Rồi, mình sẽ có khu vực cơm, đây là cái làng. Thì đối diện này mọi người sẽ có những cái phong khu khá là nổi tiếng ha. Mình có Clos de Bear, Chambertin và Trichet. Thì ở đây nó cũng có thêm một cái cơm ở ngay đây nữa. Thì nếu như mà cái oak này đó, nó cũng nằm trên y chang như là cái hướng, nó cũng nằm trung độ cao, nó cũng có tầng chất đất y chang như Laike, nhưng mà nó bị cái cơm nó thổi vào, cho nên là nó không được classify là con trung hay chiều mệt trung. Mình thấy là đây là một trong những cái feature khá là quan trọng để classify. Nó không là tầng đất đâu, nhưng mà nó còn có cái dry valley là trung. Và hình như cái là không, mình không có thằng đấy. À đây. Hình ảnh lên đây. Là không mình nè. Primacru. Rồi. Mình sẽ có làng. Dục gây. Thì tất cả những cái Primacru nằm ở đây. À, thì mọi người sẽ có là Primacru nó nằm bên này. Rồi, tiếp theo mình sẽ có làng là Mouquet-Saint-Denis. Thì để cho mọi người hiểu nè, Chambertin cần thời gian để phát triển, để nó soft cái body và tannin. Nhưng mà
cái gì nó tương tự với lại Joe Jean, nhưng mà nó soft hơn, feminine hơn, thì mọi người sẽ có là Moon Khaesong Denny. Thì ví dụ như Joe Jean có cha này cũng năm, nhưng mà nếu như mình có Moon Khaesong Denny thì tất nhiên là cái TPC của Moon Khaesong Denny nó sẽ soft hơn, elegant hơn, và ấy chính chất vẫn ấy chân lâu, nhưng mà cái thay thì nó sẽ elegant hơn. Rồi ví dụ cũng giống như là Barolo, cái Barbaresco không khác gì hết. Rồi đấy là producing common Moon Khaesong Denny ha. Rồi mọi người năm cái khoan crew khá là nổi tiếng, Claude de la Roche, Claude Khaesong Denny, Claude de la Hay, Claude Tha, Bonema. Thì Bonema này á, thì cái khoan crew của Moon Khaesong Denny nó có share một phần với lại Shampoo như Music này. Thì nó thì cái barrier hoặc là cái đường của Shampoo và Music này với lại Moon Khaesong Denny nó với nhau, thì nó sẽ có một phần là ở Moon Khaesong Denny, có một phần của Shampoo và Music này. Rồi câu hỏi, Bonema là cái khoan crew share bởi làng nào? Mọi người sẽ không thể viết chỉ có Moon Khaesong Denny, nó được bởi Moon Khaesong Denny và Shampoo và Music này. Cái đây là một trong những câu hỏi ha. Thì nhỏ nhất là Bonema, nó chỉ có 1 hecta để làm rượu. Hai mươi Premier Cru, Pinot Noir và có Chardonnay và Pinot Blanc nằm ở đây. Rồi mọi người sẽ có là Clos de Tal là Modopon bởi một nhà. Mọi người sẽ có là Clos de la Mai tí xíu nữa là Monopon, nhưng mà không được. Thì mọi người có, người có theo từ tiếp, nó sẽ có là nhà khá nổi tiếng là Domaine de la Mai, làm rượu vang từ Clos de la Mai, nhưng mà nó không phải là Monopon bởi vì nó share bởi một nhà khác. Thì mọi người có thể do homework. Rồi Premier, mọi người sẽ có những cái Premier Cru sau đây mà mọi người nên nhớ. Rồi mọi người sẽ thấy khá mắc cười là Cốt Khô Ti. Rồi mọi người sẽ có là Domaine du Jacques, khá là nổi tiếng. Domaine là Lam Hay Moon Khaesong Denny, Stephen McNeil Moon Khaesong Denny Premier Cru. Rồi thì đây là bản đồ. Thì mọi người có cái cốt gì nằm ở đây? Thì ở đây nó vẫn có cái cô, nó vẫn có cái Dry Valley nó nằm ở đây, nhưng không có ảnh hưởng quá nhiều so với lại Joe Jean. Thì khi mà mọi người thấy ở đây thì để chia ra dễ nhớ, thì đây là mình đang từ độ cao, từ cao xuống thấp. Thì ở đây là cái phần flatland này, thì đây là village. Lên cao tí xíu mọi người sẽ có là Premier Cru, lên cao hơn mọi người sẽ có là Crown Cru, Floreta, Flore Lam Hay, Flore Sang Dani chẳng hạn, Mân Lusan. Thì Mân Lusan là mọi người thấy á, share chung tên với nhau, nhưng mà cái Mân Lusan khi mà nó lên cao hơn tí xíu nữa, bây giờ cái độ cái tầng chất đất nó là khá compact limestone, limestone khá nhiều và cứng, cho nên là khá là khó trồng rượu vang ở đây. Và một trong những cái Premier Cru Igute hồi nãy mình show đã nằm trên này là vàng trắng, vàng đỏ, khá hay. Thì đây là làng Jogay, đây là làng Jambon và Musigny. Thì mình sẽ có là Bonema là nằm ở đây, nhưng mà ở đây nó không feature. Thì bây giờ sẽ nằm ở đây với lại ở bên này, ở Shampoo và Music này. Thì đây là chụp của Claudita, Claude Lam. Thì trên nhìn xuống thì mọi người thấy là đây là thửa nhà phân khu, đây là cái làng village. Thì ở đây sẽ là this village. Cái Claude đây có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là bức tường, nghĩa là envelope, nghĩa là tất cả những cái thửa nho này nó đã được bao bọc bởi bức tường. Cái sự tìm là clo. Thì tất cả những cái clo này á, trong quá trình hồi xưa các cái thầy tu á, khi mà khách xuyên qua người ta sử dụng cái clo này để mà người ta bao quạt xung quanh chẳng hạn. Và gần cái clo này á, nó có nở ra không ạ? Không, nó vẫn stay y như vậy cả ngàn năm. Rồi mình sẽ có là Shampoo như Musigny. Rồi hôm qua mình đã nói là mọi người lên trang SSI, mọi người download cái bản đồ xuống và mọi người có thể mang theo để xem đó cái vị trí của từng vùng ha.
thì mọi người cứ follow. Rồi, Cambodia Music Day thì có cái nổi tiếng, có hai cái khoang crew nổi tiếng nhất, đó là Music Day. Thì Music Day này là khoang crew cho đỏ và khoang crew cho trắng. Thì Music Day khoang crew trắng là độc nhất và duy nhất của Cốt Đề Nguyên. Rồi, Cốt Đề Nguyên mọi người thấy mình nói khoang crew là cho đỏ đúng không? Nhưng mà có một trắng, đó là Music Day, mọi người có thể gặp câu hỏi này. Và Bon Ma, đấy là Bon Ma nó share giữa Cambodia Music Day và Mokhazan Denny. Rồi, Cambodia Music Day cực kỳ nổi tiếng là Feminine Actor Sherry Perfume Elegant Swedish Finish. Thì một trong những cái feature khi mà blind testing á, để mà pick ra Cambodia Music Day đó là cái này. Cực kỳ feminine, cực kỳ thơm. Rồi là Music Day thì mọi người sẽ có hai cái lưu đi, trong đó là Le Music và là Petit Music Day. Bọn ma nó sẽ overlap một cái xăng đơn đi. Nó sẽ có pre-macro. Rồi. Ví dụ mọi người sẽ có một trong những ví dụ ha. Lơ chấm đĩa. Không có đâu, chỉ mua giúp đi, hoặc là do thật giúp đi. Rồi, ví dụ mọi người sẽ có là shampoo về Music Day Village. Sẽ có là Music Day khá là nổi tiếng là không Josh DeVos. Thì đây là Music Day ở và trắng. Người sẽ có là của Frederic Mukia cực kỳ nổi tiếng về Bonema. Mọi người sẽ có một trong những cái premier crew xứng đáng được con crew. Đó là More. Dịch ra là người tình á. Đây là premier crew. Thì Domain Rumia thì chỉ có khoảng 8-9 producer được mua nho ngay cái thửa này và được làm rượu ở đây. Không phải ai cũng có quyền là làm rượu vang ở ngay cái premier crew này. Và nó là người ta nói là đây là một trong những tiền cô xứng đáng là được thân cô. Rồi thì đây là Cambodia Music Day ha. Để kế đây là Mô Cái Xăng Đơn Đi nè. Đây là Vù Rô. Đây là Flaggy Echezo. Thì Cambodia Music Day á, mọi người sẽ có thân cô đầu tiên là Bon Ma. Thì mọi người thấy là nó share một phần Mô Cái Xăng Đơn Đi ở đây. Rồi sẽ có là Le Music Day và là Betty Music Day. Cái nằm. Rồi, cái hai cái chỗ là Le Bon Ma này á, Le Fue, Le Crap. Thì đây là một, thì đây là nó liền với nhau, nó chỉ cắt nhau bởi cái con đường này thôi. Nhưng mà khi mà đến đó, cái độ cao nó bắt đầu thay đổi. Thì độ cao Le Fue, Le Crap thì nó bắt đầu dẫn côn. Thì mọi người sẽ vẫn có cái dry valley nằm ở đây, gió nó vẫn thổi vào. Cho nên là ở đây nó chịu ảnh hưởng bởi cái côn. Cho nên chỉ cắt nhau đúng con đường. Đây là con crew. Đây là premier crew. Cắt nhau rất nhiều ha. Rồi thì đây là một trong cái mọi người sẽ có Music Day. Rồi đây là một trong những bức cực kỳ. Đây là Bon Ma. Đây là cái thửa ruộng của nó. Mọi người đang thấy độ cao cực kỳ đẹp. Thì aging ability rất tốt. Rượu vang cực kỳ feminine. Và đây là một trong những thửa ruộng làm Cambodia Music Day nổi tiếng. Rồi, mọi người nhìn cái này. Mọi người nhìn sang hình kế bên. Từ đây là Le Fue. Mọi người thấy là nó chỉ bắt đầu tăng cái độ cao lên tí xíu. Và ngay cái phần côn này. Classify khác nhau hoàn toàn. Và tầng chất đất khác nhau hoàn toàn. Đây là cái diversity của Burgundy. Rồi, mọi người sẽ cứ có Music Day. Nó nằm ở đây. Và cái hay nhất là ở đây á, là mọi người sẽ có là Le Petit Music. Thì ở đây á, là đối diện nó là Vù Rô. Thì ở đây á, là mọi người đứng ở trên, mọi người nhìn xuống á, là mọi người sẽ thấy cái lâu đài là Vù Rô. Khá hay. Thì mọi người gần như hết tất cả cái comeback limestone của nó. Rồi mình sẽ có một trong những cái làng cực kỳ danh tiếng, đó là Vù Rô. Thì Production Commune. Vù Rô. Thì có một Franco Clo
The vui chung. The first frontal upgrade là cái word nó được nó bắt đầu từ năm 1990-1998. Nhưng cái word này được finish 3 thập kỷ cho ta. Là người ta bắt đầu. Thì đây là cái phần cụ nhất 50 hecta của Burgundy. Rồi, và cái điều hay nữa là cái gì? Đây là Grand Cru on the flatland. Nó không nằm trên sườn. Nó nằm trên flatland. Có nghĩa là mọi người đứng, có nghĩa là mọi người đi bộ, nó sẽ có là cái đường cao tốc. Thì mọi người đi ngang ra thì kế bên nó là thửa Bujo luôn. Để cho mọi người xin lỗi từ từ. Đây 18 đi và tới 90 ôn rồi. Một trong những cái Grand Cru khá là complex bởi nó được ôn khá nhiều với nhau. Mọi người sẽ có bốn cái Premier Cru climate: Le Cram, Le Clos Blanc, Le Petit Vujo, Clos de la Perrière. Thì Le Clos Blanc thì đây là Premier trắng của Clos de Vujo. Thì khi mới nói về Vujo thì người ta chỉ nói về vang đỏ, nhưng nó cũng có một appellation làm vang trắng, đó là Le Clos Blanc de Vujo. Đây là mọi người thấy nè. Thôi thì để cho mọi người dễ hiểu á, là nếu như mọi người đứng trên này á, thì đây là đang là độ cao của Champagne Musigny. Mọi người nhìn xuống là đây, nhìn xuống thì mọi người đây có Clos de Vujo. Thì cái complex mức độ đây là 50 hecta, có nghĩa là sao? Cái diversity nó rất nhiều, cho nên thế nó không có một cái từ nào chung để diễn tả cho anh cảm ơn, nó không có một từ nào diễn tả là cái typicity của Vujo. Sẽ chia ra ví dụ như là nó sẽ chia ra từng cái thửa, ví dụ như cái thửa nó nằm ở dưới phía chân đồi, thửa nằm ở lưng, thửa nằm ở trên đây. Thì tất nhiên là complexity diversity nó sẽ khác, thì đa phần producer ở đây nó sẽ mua nho hoặc nó sẽ có thửa ruộng ở ngay ba cái spot này, nó blend với nhau để cho ra một cái sản phẩm độc nhất chẳng hạn. Nó tới 18 cái liều đi là mọi người, nó rất nhiều. Thì đây là cái đường quốc lộ là nằm ở đây nè, cái đường cao tốc nó nằm ở đây, đối diện là con ru. Thì đây mọi người sẽ có tất cả Primacru Le Clos Blanc. Đây rồi, ví dụ như là mọi người sẽ có là nhiều nhà đó nè, Chateau de la Tour nè, Jean Rivot nè, chơi hết cái slide. Rồi thì đây là một trong những ví dụ ha, Clos de Vujo, Chateau de la Tour, Clos de Vujo. Đây đó, mọi người sẽ có ba nhà. Rồi, đây là bức hình chụp đứng từ Clos de Vujo, thì mọi người thấy nó rất là rộng. Surrounded đúng không? Thì mọi người sẽ có một chateau nó nằm ở giữa. Thì đây là ở phía lưng. Đường nằm ở này. Thì nếu như đi bộ thì mọi người sẽ đi bộ qua đây, đi vòng qua ở đi đây. Thì sau lưng nó là Champagne Musigny. Thì đây là chụp ở này. Thì tất nhiên là tầng chấp đất ở đây nó sẽ khác với ở dưới này. Khác nhau hoàn toàn. Thì ví dụ như là đây là hình chụp, thì đây là mọi người đứng từ đằng sau chụp xuống, đây là đứng từ đường quốc lộ được cấp, mọi người chụp lên thì mọi người thấy là nó sẽ có cái cổng chia ra từng vùng. Ví dụ như đây là Fairplay thì sẽ có dây đô, có Benji Fiat chẳng hạn, thì nó sẽ đi xuyên suốt. Đây Clos Blanc de Vujo, đây là cái Monopole cực kỳ nổi tiếng. Clos de la Perrière. Rồi. Chắc mọi người 5 phút lao nha, nổi với Đà Nẵng này. Hơi nặng. Không bự mà người nữa.
chắc nghỉ 5 phút tí nha, để cho mọi người recover. Đúng rồi, đây là monopole bởi một nhà. Cái nó sẽ tùy, ví dụ như là mình có là lực luôn á, thì nó đây là monopole của Betaga, đây là của này. Khomeini đúng không? 6 con cru là văn học, chắc chắn là năm nào cũng là. Năm nào là 9 con cru giờ bây giờ mình ta 6 con cru ở Vos Khomeini, 2 con cru ở Jumbo nhiều mua trước đây, bắt buộc phải học. Rồi mọi người không có thể skip pre macro nhưng mà con cru chắc chắn phải học. Đây là mọi người chỉ có 33 con cru thôi, cho nên mọi người sẽ học dễ hơn rất nhiều. Rồi khi mà nói về Vos Khomeini thì đây người ta đây là Prince of Kotdini hay là the Prince of Bagron. Đây là một trong những vùng sắp những dòng rượu vang cực kỳ gọi là Guinness, mắc tiền nhất cũng đúng ở ngay cái vùng này. Ví dụ như là mọi người chỉ có một chai Vos Khomeini Villa ở trên bàn nhưng mà nó cũng mang tới cái exceptional quality, thì vùng này nó rất là danh tiếng để mà làm rượu vang ở Burgundy. Thì mọi người sẽ có là Vos Khomeini. Đây là cái làng. Rồi, cái đường D974 á, thì đây là cái đường đường cao tốc của nó nè. Thì khi mà đi đây thì mọi người sẽ có là ví dụ như là Vujo, thì mọi người có thể đi đây là mọi người thấy hết tất cả những cái con cua của nó nằm ở đây. Thì khi mà mọi người đi ở đây á, thì mọi người sẽ có 6 cái con cua. La Fomene Conti, La Fomene. La Fomente thì nổi tiếng của DRC rồi, ai thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái hay nhất là khi mà La Fomente á, mọi người đi bộ lên trên cái vườn này á, mọi người sẽ gặp một cái con cua cực kỳ nhỏ, La Fomente. Thì nó monopole bởi một. Thì người ta nói là La Fomente chất lượng rượu nó không kém gì La Fomente Conti, mà giá thấp hơn rất nhiều. Mà quan trọng là kiếm được hay không, bởi vì sản lượng rất ít. Và mọi người sẽ có là kế bên Hushibu. Rồi, khi mà mọi người đứng đây nhìn đối diện với là cái làng á, thì mọi người sẽ là Khomeini San Vivan. Thì cái cách mình nói đây là cái cách để cho mọi người định hình và nhớ. Tại đôi khi vẫn có thể có câu hỏi là mọi người bị đưa ra một cái bản đồ, mọi người phải chỉ ra là con cua của vùng Khomeini. Mọi người sẽ có tên và mọi người phải xếp và nó nằm ở đâu. Thì đây là bởi vì đây là một trong những cái con cua cực kỳ danh tiếng của Burgundy. Cho nên người ta trung hỏi họ rất nhiều. Rồi, khi mà bên này mọi người sẽ có là con cua, thì đây là một trong những cái Khomeini, một những cái con cua monopole khá là nổi tiếng. Mọi người sẽ có là Latash nằm ở đây. Rồi mọi người sẽ có những cái premier cua cũng ví dụ như là kế bên Khomeini San Vivan, mọi người sẽ có là Le Sucho, Le Mon nằm ở đây, Le Cham kế bên Nuit Saint Georges. Rồi thì mọi người sẽ có là Khomeini Conti nổi tiếng rồi ha. Thì La Mene thì đây là cái monopole bởi nhà Comlinger Bere. Mọi người sẽ có là Hushibu chẳng hạn. Rồi thì đây là Hushibu. Thì cái đường đang đi cái đường đằng sau á, khi mà đi xuống á, nó là Vujo, đi lên á nó sẽ là Hushibu. À, đây là DRC, thì mọi người thấy là có bức tường cực kỳ danh đây. Thì đây là cái thửa nho của Khomeini Conti. Rồi đây là em nhìn đối diện Khomeini San Vivan, mọi người nào nằm ở đây. Thì ở đây á, kế bên đây á, đây là buồng thửa nho của nó. Rồi xin lỗi bởi vì không kiếm được cái hình nào. Không có. Thì đây là Khomeini, đây là Khomeini con tím không? Thì đây là một cái đường này mọi người sẽ đi lên đây. Thì mọi người kế bên đây là La Khomeini và là Khan Kru. Thì mà đây là La Khomeini, con Linh Bele. Là nó chỉ cao hơn tí xíu, thì chỉ nằm trên này. Của Khomeini con tím. Ở đây là Khan Kru, đây là Monopole Bản Xoa La Mát. Thì mọi người có thể gặp phải mọi người ta một cái những cái con cua
và người ta hỏi tới những cái phân này, phân nào được monopole bởi nhà nào. Ví dụ như là không phân tây là monopole bởi DRC, Lamine là monopole bởi Linear Bear, phân của is monopole bởi phân sát Lamas chẳng hạn. Thì là mọi người phải nhớ, không có cách nhớ, xin lỗi. À, thì đây là cái vine của môn hôm nay. Thì mọi người thấy là ngoài clay, ngoài mai với limestone thì nó vẫn có bebbles. Thì tất cả những cái bebbles này là nó từ cái coral valley, nó xói mòn xuống. Nói thêm mọi người sẽ gọi là flagitezo. Thì flagitezo là có hai cái phân tru nổi tiếng là etezo và hơn echo. Cái này nó hơi mắc cười bởi vì hơn là bự hơn đúng không? Hơn echo thì đây là single clima và nó cũng có thể gọi là single lưu đi, nó chỉ tầm hecta. Nhưng mà khi về nói về echo thì mọi người sẽ có là lưu đi nhiều hơn. Đây là những cái lưu đi của echo, nó tới 35 hecta, nó bự hơn rất nhiều. Thì đa phần người ta nói là cái quality của echo nó sẽ tùy vào cho, nhưng mà khi mà uống rượu vang của hơn echo nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Thì đây là cái personal, cái tasting note của nó. Để biết là mọi người có thân echezo với lại echezo cộng thêm cái lưu đi rất phân khu thì có nhiều nhà người ta sẽ không để lưu đi, nhưng mà có nhiều, nhưng mà sẽ có producer ví dụ như Fairplay sẽ để là lưu đi của echezo nằm trong này. Rồi tiếp theo, đây là cái appellation cuối cùng, gần cuối cùng của Cotonou, New Saint George. Thì New Saint George thì nó sẽ có producing commune là New Saint George và Tremor Prise chẳng hạn. Nó có 41 crew và không có con crew. Rồi, New Saint George có con crew không? Câu hỏi. Không. Gì ha? Có sản xuất đỏ và trắng. New Saint George mọi người nghe rất nhiều về đỏ, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái appellation khác, những cái clima cực kỳ hay cho trắng. Thì ở đây producer nó là ở đây đa phần là blend, có nghĩa là không phải là 100% Chardonnay. Nó có thể có 16 hay là 15% Pinot Bureau, là có luôn cả một giống nho, có thể là có maybe cũng, nhưng mà nó sẽ là Chardonnay với lại Pinot Gris hai trộn lại với nhau khá nhiều. Thì New Saint George đặc trưng là sturdy, còn trẻ nó rất là chát, rất là nó khá rắn rỏi, cần thời gian để aging. Đây là đặc trưng của New Saint George. Đó là Clos de la Lo. Thì đây là cái Primat Cru trắng của New Saint George. Có là đỏ khá nổi tiếng Damor nằm ở đây. Có New Saint George nè, mọi người có cái stream nè, hay lập nè. Thì đây là tất cả những cái thử nho Primat Cru của nó. Đây, ở địa phận là New Saint George. Tiếp theo là cái là Primat Prise để nằm ở đây. Đó là lô là cho trắng nè, cực kỳ nổi tiếng. Thiers Blanche là vừa trắng vừa đỏ. Ở Thiers Blanche đây là nếu như những cái thì nó sẽ trồng theo xào, nó sẽ trồng với nhau. Có thể xào này là trắng và xào cái bên là đỏ. Đây là cái complex của nó. Rồi, một trong những cái options mọi người phải biết là Côte de Nuit Village. Thì appellations là tất cả những mọi người sẽ gặp câu hỏi này. Dễ uống Sophia. Sophia.
Rồi, thì cứ định nuôi villa mọi người sẽ vẫn có những deal đi. Ví dụ như Linh nghe không ạ? Nghe đúng mà. Thôi thôi. Alo. Dạ nghe được, anh nghe được em không? Tại vì cái headset hơi bị disconnect, anh nghe được em không? Nghe rồi, nghe dạ rồi. rồi, dạ dạ. Qua đi xin shop rồi, phải như đồng ngoại, không anh biết câu được không? Rồi, ok. Rồi, mình sẽ có là Côte d'Ivoire. Thì mình có 17 cái villa Côte d'Ivoire. Thì tất nhiên là mình đi hết, nhưng mà mình sẽ tung vào những cái khá là nổi trội. Đầu tiên mình sẽ có là đây là Côte d'Ivoire. Thì khi mà mọi người chạy xe khỏi Côte d'Ivoire, mọi người sẽ có làng đầu tiên của Côte d'Ivoire, Na Angeles, La Doa Sefini, Alas Croton, Savigny Le Joël Le Bon, Bon, Palma, Vonnet, Montelli, San Roman, Ossé du Rézé, So, Lagny, San Juan, Tulini Haché, Chachamo Haché, và sang tên này. Ví dụ, con San Roman nó nằm ở đâu? Không được. Montelli nằm ở đâu? Được không? Đó thì đây là những cái basic mọi người bắt buộc. Đó, thì mọi người không cần thiết phải biết tất cả những cái chi tiết, nhưng mà đây là những cái mà mọi người phải nắm được. Đây. Thôi bây giờ mọi người sắp một trong những cái vật làm vang cực kỳ danh tiếng của con là The Hill of Cotton hay là The Mountain of Cotton, mọi người gọi cũng được. The Cotton, The Mountain. Thì Cotton là cực kỳ tiếng cho Sun Crew đỏ và trắng. Thì mọi người có là Cotton thì Camus nó được share bởi ba làng. Alos Cotton, bự nhất, nhiều share. La Dorsatine, thứ nhì, thứ ba, Đạt Na Vesilis. Lát nữa sẽ có một cái bản đồ chỉ mọi người cách nhớ. Rồi, Mỹ đỏ 98 hectare. Thì đây là the only crown crew red in bone. Rồi, cái crown crew trắng duy nhất của đội cốt là gì? Music này. Đây là crown crew trắng nhất. Thì trong cốt đội bone nổi trắng nhưng mà nó vẫn có con da đỏ, đó là cọc con. Thì cái cọc con này nó hơi complex đấy, và cái cọc con này á, người ta có thể được cọc con con group hoặc con plus single vineyard và con group nhau, khác nhau rất nhiều. Cọc con group có nghĩa là người ta có thể là lấy nhau từ tất cả những cái thửa con khác, hoặc là có một cái thửa con group nào đó nó có tên nhưng mà người ta không declare, người ta chỉ muốn xin cọc con group hay là cọc tốt cái tên. Ví dụ như là mình có là Cotton Preset
thì đây là cực kỳ nổi tiếng và mọi người gặp khá nhiều ở Việt Nam. Claude Du Hoa, Coton Claude Du Hoa, Coton Le Pierre. Thì đây là con cô nha mọi người. Mọi người sẽ có mọi người sẽ có một appellation này trắng, đó là Coton Sha. Thì Coton, cái hiệu Coton vừa sản xuất đỏ và vừa sản xuất trắng. Rồi ví dụ như là mọi người có là Coton Salaman, Hanku, cái bộ Ma Thray cực kỳ danh tiếng, làm mọi người sẽ có là The Man de Saint-Jean. Thì Coton Kangru trắng, nhưng mà mọi người thấy là người ta không để Salaman, người ta có thể để là Hanku. Coton Pesach thì đây là cực kỳ danh tiếng, một cái team của viên như lớn nhất của Coton, người làm băng đỏ. Rồi, thì một cách dễ hiểu là hướng Bắc nè, nè, thì từ đây mình đi vào á, là từ Côte d'Ivoire thì mình đi vào. Rồi mọi người thấy là đây là The Hilton, nguyên cái hill này nè, surrounded. Thì mọi người thấy là hướng đông nó nằm hướng này, hướng tây nó nằm hướng. Nhưng mà nguyên cái hill này nó có đặc trưng, thì nó mọi người sẽ có phân khu hướng đông là bình thường rồi đúng không? Nhưng mà mọi người sẽ vẫn có cái phong về mặt hướng tây, đó là Charlemagne. Thì đây là Grand Cru gần như là duy nhất của Burgundy là nằm phía tây, khác nhau rất nhiều so với lại tất cả mọi người biết là Grand Cru đa phần nằm về phía đông exposure này, nhưng mà đây là cái cực kỳ hoàn toàn khác. Thì cái complex đó là nó share bởi ba làng là Da Sakini, Coton và Bergna. Mọi người thấy là Coton Resendez thì gần như là lớn nhất, nó nằm ở đây, làm băng đỏ là chủ yếu. Trên nữa là mọi người sẽ có sẽ là Cô Đi Hoa, rồi đây là L Coton. Thì ở đây á, thì đa phần là rừng cây, thì ở đây nó quá lạnh nên trồng không được, rồi cầm bắc limestone khá nhiều. Rồi L Pierre, rồi ở phía bên tay trái mọi người sẽ có là En Charlemagne, thì đây là con cu tập trung trắng. Rồi thì để cho mọi người dễ hiểu á, là Coton trắng hay là con đỏ thì nó cũng sẽ chia ra ở ngay từng cái thửa ruộng. Cây những cái thửa ruộng nào mà nó có vàng đỏ, nó sẽ đề là Coton Grand Cru Red. Dù là nó nằm trong cái thửa ruộng đó, cái thửa ruộng nó có trồng Chardonnay thì nó sẽ đề là Coton Charlemagne hoặc là Coton Grand Cru trắng bình thường. Đây là lý do. Rồi thì đó, khi mà người ta nói vàng trắng Coton, ví dụ như là Côte d'Ivoire thì nổi tiếng về Chardonnay, thì mọi người xem cái làng ví dụ như là Morso, Big Body. Thì nếu như là người ta là Pháp mà không có những cái Chardonnay nào mà creamy nó đậm thì thực sự là sai, bởi vì người ta produce tất cả mấy trăm năm cái style đó là creamy, body, oaky style, Morso khác, Huilligny, Chardonnay Mocassetti, elegant hơn, mineral hơn. Thì cái mà nhẹ nhàng nhất thì nó là của thằng Charlemagne hoặc là Coton Sang, nó nằm ở phía tây, nên là nó có hướng dốc nhiều, tây của nắng phía tây cũng mạnh, nhưng mà nó thực sự là chưa đủ. Thì ở đây á, nó có nguyên cái cơm, nên là đây là cái cơm Bạc Na, thì gió nó vẫn thổi nhiều, cho nên mọi người thấy là cái micro climatic condition của nó là nó vừa là ấm bởi vì nắng phía tây, và nó vừa có gió thổi từ cái cơm vào, nên là đây là một trong những cái khu vực kỳ hay về Chardonnay để làm. Đây là hill con, thì đây là cái đường ở ngoài khi mà chạy vào chụp, thì đây là nguyên một cái hill hoặc nguyên một cái mountain nó surrounded chẳng hạn. Thế này là Coton Precedes, thì đây là cái thửa ruộng của nó, clo trên clo, cái này trên đây như là clo du hoa nè, nó nằm trên này. Ở đây là từ trên cái gần đỉnh đồi mình chụp xuống, thì đây là cái village, đây là cái đường, cho mọi người cái độ cao nó thay đổi dần dần, và mình cảm thấy là cái sự khác biệt nó rất rõ. Nghĩa là khi mà mọi người đi bộ từ ở phía dưới chân sườn á, cho tới sườn á, nhiệt độ thay đổi rất nhiều. Ở cái lưng sườn mọi người thấy nó mát hơn, mọi người cảm thấy là nắng nó cũng nhiệt. Thì đây là vào trưa rồi, nên là nắng thì nó sẽ nằm ở phía tây, nhưng mà mọi người cảm thấy cái heat của nó, nhưng mà cộng thêm là cái gió nó thôi. Thì đứng ở đây mình quay lưng lại mình chụp, thì mình thấy ở đây, thì đây là the top, thì đây là rừng,
đây vẫn là Chrome nhưng mà nó tập trung web khá nhiều. Rồi mọi người sẽ có là ở ngay bên lưng sườn á, là mọi người sẽ có là cái này khá nổi tiếng là Le Croix hoặc Ton, thì đây là cái cây đánh giá cực kỳ. Ví dụ như mọi người có DRC, có khu minh này công ty cực nổi tiếng về vẻ đánh giá thì ở đây nó cũng có một cây Le Croix de Coton. Thì tất cả những cái thửa ruộng đây á, là trắng, làm Coton Charlemagne. Rồi ở đây á, là Bernard Vergelis. Thì mọi người thấy ở đây là vang nho trắng này, Coton Charlemagne. Thì nó có nguyên cái trai hoặc là cái cơm thì gió nó thổi từ bên này qua, cho nên là nó có cái micro climatic condition. Hai. Rồi tiếp theo mình sẽ có là Sauvigny-le-Bon. Thì Sauvigny-le-Bon cực kỳ dễ, trắng, có đỏ, có premier cru có và có village, không có grand cru ở đây. Nó sẽ có 22 premier cru climate, thì mọi người có thể nhớ những cái premier cru. Rồi, ví dụ label Sauvigny Village là Sauvigny Premier Cru. Jolie Le Bon, đây là cái làng đối diện. Rồi, Jolie Le Bon thì mọi người đó là producing commune, đó là Jolie. Thì nó vừa làm trắng vừa làm đỏ. Thì ở Jolie Le Bon, producer có quyền, ví dụ như là người ta đề là domain ABD, Jolie Le Bon, hay là Coupe de Bon Village. Mọi người có Coupe de Village hoặc Coupe de Bon Village, thì đây là một cái appellation làm cho Bon Village. Rồi mọi người sẽ có là Village nho đến từ tất cả các thửa ruộng. Rồi mọi người sẽ có là Single Vineyard nằm ở đây liệu. Rồi. Đây là để cho mọi người dễ, thì đây là AOC là từ năm 1937. Có nhiều cái nguồn nói là đây là năm 1961 nhưng mà cũng cần phải recheck lại. Thì nó sẽ đề là ví dụ như là Jolie Le Bon, thì nó có thể là Jolie Le Bon, Jolie Coupe de Bon hay là Coupe de Bon Village. Thì ra phần mày cho thì tất cả những cái chai rượu mà có Coupe de Bon Village đến từ ngay cái làng này. Nhưng mà cái appellation này á, nó exclude hoặc là những cái làng này sẽ không được phép để tên đó, Alos Coton, Bon, Poma, thành phong này. Đây là những cái điểm chính Huy nghĩ là mọi người sẽ gặp cho trong đề thi. Rồi ví dụ như là The Blending thì sẽ pha trộn nhiều những cái commune lại với nhau. Coupe de Bon Village. Rồi mọi người có tiếp theo là Bon. Bon thì đây là mọi người sẽ có thành phố là Bon đúng không? Thì xung quanh của Bon đó thì mọi người sẽ vẫn có những cái khu vực làm rượu. Thì trắng, đỏ. Thì vào đây là sản xuất đỏ Bon nhiều hơn. Ở đây nó có 42 premier cru clima. Thì một những cái nổi tiếng ví dụ như là Le Epinot nè, Le Clos de Mousse. Thì đây là một trong cái thì sẽ chia sẻ là mọi người biết cái Paris Judgment năm 1976 giữa Mỹ với lại Pháp không? Đó, thì cái Clos de Mousse này là nó được submit ở trong cái bản này. Ví dụ như là đây là Clos de Mousse đỏ, Bon Montevenot, Premier Cru, hay là Monopole Clos de Ursulet. Thì đây là bản đồ. Thì đây là mọi người sẽ có cái mountain ở đây. Và ta những cái phim mà cua nó sẽ nằm ngay ở giữa. Đây là Clos de Mousse, vừa trắng vừa đỏ. Rồi, Poma là kế thêm của Bon. Thì Poma là commune chứ chỉ là Poma, 28 phim mà cua. Rồi, hai cái phim mà cua chắc mọi người phải nhớ là Ruquien và Le Epinot. Đây là kỳ danh tiếng và làm nên tên tuổi của Poma. Thì mình lượt ra cho tất cả mọi người. Gì vậy? Mình kể đó là Chateau de Poma, Poma le Gruyen, Poma le Gruyen 3. Chẳng hạn thì đây là
một trong những cái primatum. Đây là poma, mọi người sẽ có cái stream ở đây. Nó chia ra từ đây là cái cơm của nó. Mọi người thấy gió nó thổi vào. Khá nhiều thì ở poma nó không có khoang cung, nó chỉ có primatum. Rồi, vôn này. Thì vôn nó có 29 micro. Rồi, cái quan trọng nhất ở vôn này mọi người phải nhớ, nếu như vôn này nó sẽ có collapse với lại micro. Thì ví dụ như là nếu như là ban đỏ thì nó sẽ đề là vôn này teno. Nếu như ban trắng nó sẽ đề là micro teno. Rồi lát nữa sẽ có cái map, nhưng mà cái này là cái picture. Thì để compare vùng này với lại phòng thì đây là hai cái làng tập trung văn đỏ và cực kỳ danh tiếng của Bon. Thì người ta thường hay nói là Poma sẽ elegant hơn, Juice, Velvety, Lush, Bon sẽ đậm đà hơn, chát rất nhiều và aging nhiều hơn, vì cái khoảng thời gian aging nhiều hơn cho vùng này để đem sóc xuống. Đây là vong này Santana, Maxo Santana. Vong này Santana nó sẽ là, nhưng mà cũng cái Santana này luôn, cái trắng người ta sẽ để là Maxo Santana. Rồi. Rồi mọi người sẽ có vong này nè. Rồi mọi người thì cái vong này từ đây, thì đây là cái được chia cắt của nó. Thì khi mà ở đây á, ở đây nó thuộc vong này, nó share với lại Maxo. Thì là Santana Santana du Milion, Santana de So, Le Fue. Nếu như nhà nào có cây nho trắng ở cái nho trắng ở đây nó sẽ là Mơ Santana. Nếu như là đỏ là vùng này Santana. Rồi Montelli, thì Montelli là kế bên vùng thì nó offer exceptional for value. Có nhiều nhập producer là nó đang là anh đang làm artisan ở đây, làm nhiều Comijoba chẳng hạn. Thì ở đây thì fresh easy drinking, nó có primatum, nhưng đây là sản cấp sản nó cũng thấp, nghĩa là chỉ có 11% ở Burgundy là primatum, có nghĩa là nó sẽ có những khá là hấp dẫn ở đây. Rồi Merlot khá là quan trọng, tại đây là một trong những vùng vắng nổi danh của Burgundy, thì con má là Merlot đơn giản vậy, thì có trắng và đỏ. Rồi Merlot không chỉ có trắng không, cũng có vàng đỏ. Và vàng đỏ ở đây đó, nó có thể là Merlot hoặc là nó, người ta có thể xe lật được Bon Villa bình thường chẳng hạn. Thì Merlot cực kỳ nổi vàng trắng mà người ta tập trung vào và vàng trắng nhiều hơn. Nó có 19 cái primatum. Thì là cây thay nhét nè, Santino Blanc nè, mọi người sẽ có là Perrier, mọi người có là Blanny, Sue Le Blanc, Eau Blanny, Geneva, Focuso. Đó thì đây là những cái Premier Crew cực kỳ danh của vùng mặt xô, mọi người chắc chắn phải học. Mọi người chắc chắn tất cả những cái Premier Crew này, cực kỳ danh tiếng của nó. Ví dụ như là Perrier, Perrier có nghĩa là rocky đúng không, thì nó sẽ cho cái minerality đặc trưng cho nó. Geneva, Flower, Bouquet, Charm, nó sẽ charming hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Đây là tất cả những cái đặc trưng của thửa ruộng. Người ta có thể nói ví dụ như là Merlot Charm, Merlot Geneva á, chất lượng có gì phân khúc. Ví dụ như là mình có là Cơm La Phong, thì ông này giống như sinh ra là để làm vàng đô. Mà phỏng vấn thì mà ông nói tao làm Chardonnay, tao làm Maxo. Có nghĩa ông sử dụng cái Maxo, ông sử giống nhau sau này để nó tiếp ở ngay ở ngay cái nho của ông. Và mọi người cũng những cái làng ví dụ là Coach Dury, cực kỳ danh tiếng. Mọi người sẽ có là Lay hoặc là Village Lay. Rồi, ở đây là Merlot.
Thì mọi người gặp một show đây, nó vẫn share với show nè. Và nhớ nha, mẹt sơ tăng tơ nô, vô tăng tơ nô, đỏ. Thì đây mọi người sẽ stream, cái mà nó sẽ chia ra, đây là phía bắc, đây là phía nam. Thì đây là những cái phim mẹt crew nó collab tại vùng này. Xuống đây mọi người sẽ có bắt đầu cái phim mẹt crew khá là, ví dụ như là Sham De Zut nè, là Peye nè, Su là Du Đăng nè, là Bokuzo nè. Mọi người thấy ở đây á, đây là village. Thì mọi người thấy ở đây á, đây những cái rắn này nè, là nó không có village. Bởi vì ở đây á, là compasso, và đây nó sẽ có những cái điều kiện không lý tưởng để làm rượu. Thì Monkhashe có nghĩa là sao? Ví dụ như là Monk Mouth. Hashe là không có gì đó. Hashe là cồi, không có gì, nothing can grow muscle. Rồi mình sẽ có là Pulmon Hashe. Rồi White Pulmon Hashe có đỏ, có nha, rất một cực kỳ small. Rồi mọi người sẽ có những căn cư khá là tiếng. Le Mon Khashe, Ta Mon Khashe, Chevalier Mon Khashe, Bienvenue Bata Khashe. Này là bốn căn cư cực kỳ giống của Berlin. Rồi mà có thêm 17 cái premier crew khác. Đây Shanghai nè, Pattaya nè, là cây hay nhét nè. Đó thì theo mình biết là ba khu này có khá nhiều. Thì Red ở đây bởi vì cái version nó rất là thấp, nó cũng không danh tiếng, cho nên nó cũng được bán là Côte de Village. Rồi có là Filmo Cache de Pusser Premier Pro, nhưng nhiều người nói chất lượng này không kịp phong cô, đặc biệt là của Le Fly hoặc là Bilini Mokajan Shangram. Rồi, mọi người sẽ có là đây, bản đồ, đúng không? Rồi, mở xô cái học xong. Đây là Puli kế bên Puli Shasha Moshe. Đó thì hồi nãy đó thì có những cái vùng trắng này nè. Thì đây là những cái đồ không thể nào ở được. Nên là nghĩ là tại sao có nó cái tên là Monkhashe ở đây. Thì đây là vùng thấp. Cao tí xíu là mọi người sẽ có là village, lên tí mọi người sẽ có là thuyền mẹt crew và con crew. Thì mọi người thấy là chỉ cách nhau đúng một con đường, nhưng mà ở đây nó lại là con crew, đây là thuyền mẹt crew, sự cách nhau rất lớn. Và mọi người sẽ câu hỏi là xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp của con crew trong Pulitni Mokhashe thì thằng nào là cao nhất, thằng là thấp nhất. Cao đây mình đang nói về down. Ví dụ như là mọi người sẽ có là Chevalier Monkhashe, đổ cây nhiều nhất, limestone rất nhiều, shallow. Nhưng mà Chevalier Monkhashe khi mà mọi người nhìn xuống á, mọi người sẽ tầm Monkhashe. Và cách nhau một con đường, mọi người sẽ tỏ là Bata Khashe. Và kế bên đó, nó Bienvenue Bata Khashe. Thì cao nhất là Chevalier và thấp nhất là Bienvenue. Thì tất nhiên là nó produce rượu hoàn toàn khác nhau, nó không cái tính chất khác nhau rất nhiều. Thì ở Monkhashe đây á thì nó có share một phần với lại Shashan, share nằm ở đây. Rồi, khi mà mình trước khi qua Monkhashe này mình cũng phải tới một cái village cực kỳ good value, cũng danh tiếng không phải là không, đó là San Uban. Thì San Uban là commune, nó có commune nó là San Uban, cũng vừa sản xuất trắng rồi sản xuất đỏ. Thì nó có 30 lima premier crew. Thì có một cái clip mọi người phải nhớ, đó là Ankhemini. Đây là premier crew mọi người bắt buộc phải nhớ. Lý do
Đây, đây là hình em cho mọi người biết. Đây, đây là ơn khê, đây là Pulini Mokashe. Thì ơn khê mi nhi này á là nó nằm trên đồi của Shivalaya Mokashe. Ví dụ như là ở ơn khê mi nhi, khi mà mọi người nhìn xuống nó chỉ cắt nhau đúng con đường thôi, thì đây là Shivalaya Mokashe, là ơn khê mi nhi ở phía trên đầu của Shivalaya Mokashe. Chất lượng đây người ta nói là rượu vang á, nó không kém gì so với Shivalaya Mokashe, và nó offer good value nhiều hơn. Tức khi mà nó lên càng cao á, thì cái compact lam tô nó càng nhiều, ít lam, nó ít clay mà, nên là và khi mà càng nói thì nhiệt độ nó thay đổi, nên nó vẫn được nhận nắng nhưng mà nó bị chịu gió nhiều, nhưng mà nó vẫn offer good value ở ân khê mi nhi. Cái Sanuba này nó trải dài tới cái côm, hoặc là cái làng nó gọi là Gamay. Nhà là Gamay ở đây. Thì mọi người sẽ cũng có những Premier Crew khá là danh tiếng nó nằm ở đó, ở phía này. Thì những cái Premier Crew nó nằm ở phía là Southeast Nam, nó nằm ở đây. Mọi người sẽ có những cái Premier Crew nó khá hay là nó nằm về Tây Tây Nam, ví dụ như là Ong Moso nó này. Đó, nó hướng về phía này. Đó, nhưng mà mọi người chỉ cần nhớ thằng này là được, không nhiên. Sao nó bị nhảy quay vậy vậy? Tôi sorry mọi người. Rồi, cố lên, sắp tới phần testing rồi. Rồi, Appalachian Shashamokashe có 55 Premier Crew. Ở clip này mọi người có 3 cái con crew đúng không? Thì mọi người sẽ có là mọi người có 4 con crew, xin lỗi. Ở Shasha mọi người sẽ có 3 con crew. Monkashe như cũ, Bata Monkashe và Rio Bata Monkashe. Thì ở đây vẫn sản xuất pha đỏ và trắng tập trung ha. Đây là mọi người sẽ có những cái Premier Crew có thể nhớ là Monkio, là Kakayet. Đây là 2 cái Premier Crew khá là danh tiếng của Monkashe. Rồi, giải thích cơ bản. Ân khơi mi nằm ở đây, Shivalaya Mokashe nằm ở đây. Mọi người nhớ là Mokashe nó vẫn ở bên Pulitney, nhưng mà nó vẫn share với lại Shashan. Bata Mokashe lại. Và mọi người sẽ có là Lekrio. Thì Lekrio là khá là hay, với Lekrio là cái con crew nó nằm ở phía Nam. Nó không có giống như kia là nằm ở phía Đông, cho nên là rượu vang ở đây là nó lăng, nó elegant hơn khá nhiều. Mọi người sẽ có những cái Premier Crew khác nằm xung quanh ở đây. Mọi người sẽ có một cái mountain nó rất là lớn. Và xung quanh đó là bởi vì ở đây là nó không có cái cơm, nó không có dry valley. Ở đây là cực kỳ lý tưởng để làm Premier Crew. Và con crew nó nằm ở đây. Rồi, mọi người biết câu chuyện lý do tại sao nó lại có tên này không ạ? Rồi, để nhớ hết tất cả những con crew của Mokashe thì mình có câu chuyện. Ví dụ mình sẽ có 5 cái con crew đúng không? Cái danh tiếng để làm sao để nhớ được hết, thì mình có câu chuyện là mình sẽ có là xưa cái thời kỳ mà thập tự chinh, cái thập tự chinh á khá nhiều á, thì Chevalier có nghĩa là knight, hoặc là tất là kỵ đúng không ta, kỵ sĩ, hiệp sĩ Virgin Daughter, thì cái chuyện gì xảy ra nó cũng xảy ra đúng không? Thì có một con ngoại muốn, khi mà Chevalier, khi mà cái đứa con ấy muốn á, người ta sẽ gọi là tờ tiếng pháp ta, thì Chevalier Mokashe dễ nhớ rồi, Chevalier Mokashe thì có con hoang
cái đề là Hata Monkashe. Nhưng mà cái hai cái chỗ là nếu như theo cái luật hồi xưa á, là khi mà gia đình mà có ngoan á là sẽ bị giết, nhưng mà ông hiệp sĩ nó thì ông là khai, cho nên là ông giữ lại, thì người ta sẽ có cái là bienvenue bata, có sẽ bienvenue tiếng Pháp là gì, welcome, đó là chào mừng tới gia đình đứa con ngoan Monkashe. Thì cái trio ba tè thì khi mà đứa con hoang nó sợ bà mà đúng không, giết ai mà chả sợ, thì kêu nghe khóc lên, thì mình có cái từ là kêu ba tè, là kêu ba tè Monkashe. Là theo câu chuyện người có Monkashe Shilia Monkashe, ông hiệp sĩ, mọi người nói đứa con hoang là ba tè Monkashe, đứa hàng khóc kêu ba tè Monkashe và welcome với gia đình bienvenue ta Monkashe, là cách mà người sẽ dễ nhớ nhất. Rồi người sẽ có đây bata Monkashe kriyo bata na bienvenue shalia Monkashe. Rồi, đây là cái village cuối cùng của Kuto. Village phía bắc của Kuto là làng. Làng là Kose. Masan. Thì Masan là cực bắc. Sân này cuối cùng. Nó cứ đổi hoài đây. Rồi, sân tên này là vườn đỏ và vườn trắng ha. Thì cây trên này có 12 km vuông. Thì Pua Bear khá nổi tiếng. Le Cravier. Mày đọc cho ta. Le Cravier. Le Cravier. Le Vélier. Gré Bear. Le Cơm. Rồi, nhớ mấy sân tên này có phù không? Không. Chỉ vừa mà. Thì đây là làng của sân tên. That's why, darling, it's incredible.